Nấu ăn đặc sản. Lửa có trâu thôi, lửa có trâu. Quay phim. Dạ đứa quay. Mẹ nó không xét. Nó cháy. Anh Trọng. À gọi anh đi. Rồi, đám cháy đang phát to đây các bạn. Cái này chắc họ đi ngang qua rồi họ bỏ tàn thuốc thôi, chứ đâu có ai đốt đâu. Cái này bỏ tàn thuốc thôi. À, có người rồi, có người rồi. Chỗ này bị cháy hoài thôi. Cái này mấy bữa thì tụi nó đốt hoài chứ. Cái này bỏ tàn thuốc rồi. Nguyên cái nhà nghỉ không đâu đi chết bà. Còn nó cháy kìa, tới kìa thôi. Uống qua đây nè. Nếu mà có gió hồi nãy giờ là nó bứt rồi. Gai gai lòng tiêu chứ không phải gai á. Cái này nó bỏ tàn thuốc bị cháy hoài thôi. Bỏ tàn thuốc, cái này bỏ tàn thuốc thôi. Ai đốt đâu. Này nó hình như gia đình nó đi về quê á. Bữa giờ nó đâu có bán nữa. À, các bạn đêm nay là 16 rồi. Bây giờ 16 là 1 giờ mấy rồi, 1 giờ mấy là ngày 16 rồi. Cách ly xã hội mà bây giờ khu vực của nhà nghỉ đường Đặng Văn Ngữ đây bây giờ có đám cháy, mà đám cháy này là bỏ tàn thuốc thôi chứ không ai mà cố ý mà đốt đâu. Nãy giờ gọi 114 rồi nhưng 114 chưa xuất hiện. Mấy hôm mà bên kia có đốt rác, đốt cháy còn cháy hơn nữa. Đây ăn thua gì? Làng này thấy cái này quen rồi. Thôi quan đậu đang đứng ở trên cái cầu. Cầu này cầu Sơn Muối nha các bạn. Sự cố của cái đám cháy này không phải là ai cố ý. Nãy giờ là hơn 20 phút rồi, coi như là bà con đây gọi 114 mà 114 chưa có thấy gì hết đó các bạn. À, những anh em trực tuyến là không thấy gì hết. Đây, mình đang đứng ở trên cầu Sổ Muối đây. Giờ này tầm 1 giờ rưỡi rồi, 1 rưỡi sáng của ngày 16. Chúng là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mình là coi như là bị cách ly toàn xã hội của là thêm một tuần lễ nữa vì cái con cô
Covid-34 Linh Trang đó các bạn. Mình là trong 12 tỉnh thành của cả nước. Mà vừa rồi là Thủ tướng Chính phủ cũng ra lệnh là coi như là cách ly luôn thêm một tuần lễ nữa, cũng do cái con Covid-34 Linh Trang là ở Phan Thiết đó các bạn. Mà tối hôm nay cái đám cháy này không ai cố ý, mà coi như là làm cho bà con của cái đường Đăng Nhân Ngữ này hoảng hốt luôn. Rồi mình sẽ ghi lại những hình ảnh này để cho các anh em mình ở bên đó xem thử tình hình của thành phố Phan Thiết mình như thế nào nha. Ở trên đường cầu Bến Lội giờ này 1 giờ sáng mà cũng có thỉnh thoảng người đi qua lại này. Cháy hết cái cỏ khô đó là thôi chứ đâu. Xe cứu hỏa 114 nó đến thôi các bạn. Cháy xong rồi. Bác nói là nó còn ngúng cho nó dập nước luôn. Xe của họ lên là xịt nước tiếp tục các cầu anh. Thấy các bạn thấy vò rồng chưa? Vò rồng của 114 đang xịt nước.
Vậy là Quang Đậu đang đứng ở trên cái con đường Đặng Văn Ngữ đây các bạn. Coi như là cháy đã hết, là 114 là đến xịt vò rồng là đã chấm dứt cái cuộc cháy này rồi các bạn. Rồi các bạn đừng có lo gì nữa. Như vậy là thành phố Phan Thiết mình là tiếp tục cách ly một tuần lễ nữa các bạn. Đây là cái khu nhà nghỉ là đã được đóng cửa. Đó các bạn thấy. Như vậy là đám cháy này, đám cháy là nói chung là không có gì hết các bạn. Coi như đã xong rồi đó. Là như vậy là 114 phòng cứu hỏa là đã tới đưa vòi phun là vò rồng là đã xịt cho nó xong rồi các bạn. Thôi mình ghi lại hình ảnh như vậy thôi để cho các bạn thấy là thành phố Phan Thiết mình có những cái sự cố như thế này. Rồi Quang Đậu xin chào các bạn nha.